Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, ngay sau khi phát hiện hai công dân tại số nhà 22 ngõ 731 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam có tiếp xúc với 3 trường hợp F0 tại xóm Công, xã Mao Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hưng Yên đã có cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phường Hiến Nam và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ngoài đưa hai công dân đi cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố, tổ chức lấy mẫu test nhanh và lấy mẫu gửi xét nghiệm PCR, thành phố Hưng Yên đã triển khai ngay chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại ngõ 731, khu phố An Thịnh, phường Hiến Nam. Tổ chức phun khử khuẩn, đặt biển cảnh báo tại khu vực nơi ở của trường hợp trên, đồng thời tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan và lên phương án thiết lập vùng cách ly nếu trường hợp trên có kết quả dương tính với COVID-19. Sẵn sàng đưa toàn bộ F1 lên khu cách ly tập trung thành phố, đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, F1, thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Thành phố đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch cơ sở. Hiện đang tiến hành cách ly giám sát tại nhà là 202 người, cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố là 5 người. Theo thông tin của chúng tôi vừa nhận được, tất cả các trường hợp trên đều được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính lần 1.